Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt Online. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vẫn giữ nguyên quyền lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất, đất đai vẫn do nhà nước quản lý. Đó là hai trong nhiều quyết định được đưa ra khi bàn về việc sửa đổi hiến pháp năm 1992 tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 vừa bế mạc ở Hà Nội hôm 15 tháng 5 sau 9 ngày họp kín. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục độc quyền lãnh đạo đất nước và không chấp nhận chế độ chính trị dân chủ, đa đảng và đa nguyên thể hiện rất rõ trong điều 4 của bản hiến pháp. Điều này vốn không có gì mới mẻ. Nó được Đảng Cộng sản nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần dù bị nhiều người chỉ trích và yêu cầu bãi bỏ. Trong bài diễn văn bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định lại Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội và rằng tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân nhưng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đất đai tại Việt Nam trong nhiều năm qua trở thành vấn đề nóng bỏng trong xã hội với nhiều tiếng nói đòi hỏi tư nhân hóa quyền sở hữu, nhưng Hội nghị Trung ương 5 vẫn lặp lại luận điệu cũ khi tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, quyền sử dụng đất không phải là quyền sở hữu. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc trên Biển Đông và gọi hành động này là đơn phương và không có giá trị. Tuyên bố này được ông Lương Thanh Nghị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 15 tháng 5. Trước đó, hôm 14 tháng 5, Cục Quản lý Nghề Cá Biển Nam Hải của Trung Quốc công bố việc thực thi lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8 năm 2012. Lệnh cấm này bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và từ vĩ tuyến 12 trở lên, tức là không áp dụng lệnh cấm ở khu vực quần đảo Trường Sa ở phía Nam mà Trung Quốc gọi là Nam Sa. Nó đặc biệt nhấn mạnh gồm cả bãi đá Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham Đảo, một khu vực hình tam giác gồm nhiều bãi đá ngầm, bãi san hô hay bãi đá rất nhỏ nhô lên trên mặt nước. Nhìn trên bản đồ thế giới, kéo dài từ phía Việt Nam thì vĩ tuyến 12 ngang với phi trường Cam Ranh và ngang với khu vực eo biển Mindoro của Philippines. Từ năm 1999 đến nay, lệnh cấm đánh cá và khai thác hải sản trên Biển Đông đã liên tục được Trung Quốc áp đặt bất chấp sự phản đối của Việt Nam. Liên quan đến phần tin thế giới, cuộc tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và Philippines hiện đang gây thiệt hại cho nền kinh tế Philippines, vốn phải trông nhờ vào thị trường Trung Quốc để xuất cảng hàng hóa của mình. Hai quốc gia hiện trong tình trạng đối đầu căng thẳng kể từ hôm 10 tháng 4 sau khi một chiến hạm Philippines tìm cách bắt giữ các ngư dân Trung Quốc vào hoạt động bất hợp pháp trong vùng đảo đá ngầm Scarborough Shoal. Bắc Kinh là bạn hàng lớn thứ 3 của Philippines, trong khi Philippines là bạn hàng lớn thứ 6 của Trung Quốc trong khối ASEAN. Trị giá trao đổi thương mại giữa hai quốc gia dự trù sẽ lên đến 60 tỷ đô la vào năm 2016, so với 30 tỷ đô la của năm 2011. Hành động trả đũa mới nhất mà Trung Quốc đối với Philippines là việc Trung Quốc vừa từ chối không cho khoảng 150 container chuối của Philippines nhập vào quốc gia này, lấy lý do rằng chuối đầy sâu bọ. Số lượng chuối bị hư thối trong các container này ngày càng nhiều, làm cho các nhà xuất cảng chuối của Philippines bị thiệt hại khoảng 760.000 đô la cho đến nay. Tiếp theo là tin Hải quân Đài Loan loan báo là sẽ đóng 12 chiến hạm tối tân loại tàng hình để đối phó với việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Tin cho hay Đài Loan vừa chi hơn 30 triệu đô la để đóng chiếc hộ tống hàm trọng tải 500 tấn đầu tiên dự trù sẽ chuyển giao cho Hải quân vào năm 2014. Đây sẽ là chiếc đầu tiên của loạt tàu hai thân gồm 12 chiếc mà Hải quân Đài Loan cho hay sẽ rất khó phát giác trên màn ảnh radar. Mỗi chiếc tàu này sẽ được trang bị khoảng 8 hỏa tiễn chống chiến hạm Hùng Phong 3 có vận tốc nhanh hơn vận tốc âm thanh cùng với 8 hỏa tiễn loại Hùng Phong 2. Mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc trở nên thân thiện hơn kể từ khi ông Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân đảng Đài Loan lên giữ chức vụ tổng thống năm 2008. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một tỉnh nổi loạn và chờ ngày thống nhất có thể bằng vũ lực nếu cần, khiến cho Đài Loan vẫn phải lo canh tân quân đội. Thưa quý vị,
Trực thăng võ trang của Hải quân Liên Âu sáng thứ Ba đã mở cuộc oanh kích lần đầu tiên vào sào huyệt của hải tặc Somalia, địa điểm cách thành phố Hagwahir, một căn cứ chính của hải tặc Somalia, khoảng 18 km về phía bắc. Một chỉ huy hải tặc cho biết, chính xuồng cao tốc bị phá hủy cùng với một kho nhiên liệu và đạn dược, không thấy có báo cáo tổn thất nhân mạng. Từ tháng 12 năm 2008, Liên quân NATO đã phối trí từ 5 đến 10 chiến hạm thường trực ngoài khơi vùng sừng châu Phi trong chiến dịch tên là Atalanta. Ngoài ra còn có những hải đội của NATO và các chiến hạm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nga, Trung Quốc, Malaysia tuần tiễu ở vùng này. Cuối cùng là tin Tổng Giám đốc Đại Ngân hàng JP Morgan Chase hôm thứ Ba đã được Hội đồng Cổ đông họp tại Tampa, tiểu bang Florida, biểu quyết với tỷ lệ phiếu 60% tiếp tục tín nhiệm ở chức vụ. 5 ngày trước, Diamond đã loan báo ngân hàng lỗ 2 tỷ đô la trong một thương vụ từ bảo hiểm rủi ro bằng chính tiền của mình. Đây là một thể thức mà nhiều ngân hàng vẫn áp dụng và Diamond giải thích rằng không phải là một hình thức chuyển nhượng trong nội bộ nhằm kiếm lợi nhuận trái luật lệ. Theo lời Diamond, ông không cho là thương vụ thua lỗ này đe dọa tới tiền chia lời hàng quý cho các cổ đông trị giá khoảng 30 cent cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, một số người biểu tình phản đối ông Diamond trước chi nhánh ngân hàng JP Morgan Chase ở Tampa, nơi diễn ra đại hội cổ đông, một bức chương có hình ông Diamond bị ném đầy trứng thối. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em vô cái trang mdepages.com hay là thương mại đó đây.com để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mdepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa cần tìm nhà hàng Việt Nam. Cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ. Cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mdepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.